Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ngày sinh 14 tháng 4 năm 1944 ngày vào đảng 19 tháng 12 năm 1967, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, dân tộc Kinh, chức vụ Tổng Bí Thư khóa 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7, từ tháng 1 năm 1994 và khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12. Bí thư quân ủy trung ương, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13, 14. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn giáo sư tiến sĩ chính trị học chuyên ngành xây dựng Đảng, cử nhân ngữ văn. Tóm tắt quá trình công tác từ năm 1957 đến năm 1963, học trường phổ thông cấp 2, cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội. Từ năm 1963 đến năm 1967, sinh viên khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ tháng 12 năm 1967 đến tháng 7 năm 1968, làm việc tại phòng tư liệu tạp chí Học tập, nay là tạp chí Cộng sản từ tháng 7 năm 1968 đến tháng 8 năm 1973, làm việc tại Ban xây dựng đảng Tạp chí Cộng sản, đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây năm 1971, bí thư tri đoàn cơ quan Tạp chí Cộng sản từ năm 1969 đến năm 1973. Từ tháng 8 năm 1973 đến tháng 4 năm 1976, nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chi ủy viên. Từ tháng 5 năm 1976 đến tháng 8 năm 1980, cán bộ biên tập Ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư chỉ bộ. Từ tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 1981, học Nga văn tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 7 năm 1983, thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ nay là tiến sĩ, khoa xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên Xô. Từ tháng 8 năm 1983 đến tháng 2 năm 1989, phó ban xây dựng Đảng, tháng 10 năm 1983, trưởng ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, tháng 9 năm 1987, phó bí thư Đảng ủy, từ tháng 7 năm 1985 đến tháng 12 năm 1988, rồi bí thư Đảng ủy cơ quan tạp chí Cộng sản

Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng khóa 7, đồng chí được bầu bổ sung vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 1996, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 2 năm 1998, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm trưởng ban cán sự đại học và trực tiếp phụ trách ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tháng 12 năm 1997 tại hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 8, đồng chí được bầu bổ sung vào bộ chính trị khóa 8. Từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng. Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001, tham gia thường trực bộ chính trị. Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 8 năm 2006, phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Từ tháng 3 năm 1998 đến đến tháng 11 năm 2001, chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 8 năm 2006, tháng 1 năm 2000, bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 12. Tháng 12 năm 2000, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 13, đồng chí được bầu làm bí thư Thành ủy khóa 13. Tháng 4 năm 2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, Đồng chí được bầu lại vào ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào bộ chính trị. Tháng 5 năm 2002 đến nay, được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Tháng 12 năm 2005, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 14, đồng chí được bầu lại làm bí thư thành ủy khóa 14 đến tháng 6 năm 2006. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, Đồng chí được bầu lại vào ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào bộ chính trị. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, đồng chí được bầu lại là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên bộ chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Quân ủy Trung ương, tháng 2 năm 2013 đến nay, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí được bầu lại là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị và tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 8 năm 2016, tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến nay, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, Tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13, đồng chí được bầu làm tổng bí thư của Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.